cuộc phỏng vấn giữa thầy và Khôi Nguyên. Trận đấu sắp tới vào thứ hai đây, Khánh Khôi Nguyên đấu lại Khánh Tùng, tái đấu có chiến lược gì không? Dạ là tôi chỉ đánh theo trong đầu, kiểu như là đánh chỗ nào là trong đầu nó hiện ra cái đòn đấm chỗ đó. Cùng tái đấu và thứ hai và tôi cầm cáo một bàn lên thì đừng để tay trái hết sọt không ạ. Khánh Tùng cho thầy hỏi là trận đấu sắp tới vào thứ hai, Khánh Tùng chuẩn bị chiến lược gì cho trận đấu của tái đấu với lại Khôi Nguyên? Chỉ cần đánh hết sức là xong rồi. Chỉ cần đánh hết sức thôi, có chiến lược gì không? Không cần. Có đoàn tuyệt chiêu gì không? Thì đập hậu. Đập hậu thôi. Rồi, hẹn Khôi Nguyên vào thứ hai nha. Rồi. Đấy. Bóc. Ngày rồi tháng dưới trăng luyện kiếm chui dần chi đấu tranh kiên cường sông hào hùng ngày hôm nay vì tương lai quyết tâm luyện rèn lên chiến trường ta hỏi cây cao xuống dưới biển ta hỏi rêu xanh và về đồng ta hỏi lúa chín dòng sông ta Việt Nam anh hùng sinh ra đời ta gọi Việt Nam chung tâm nguyện ta cùng hô lớn một tổ quốc một Việt Nam một trong dân rồng tiên da vàng cùng nhau ta lên đường đắp xây lại nhà cùng nhau ta ra hò dấn thân vào đời đi là đi ta tiến tới hát vang vang ta xây đời mới cùng nhau ta đi bồi đắp thêm tình người cùng nhau ta lên đường hát vang hòa bình đi là đi ta tiến tới cho ngày mai sáng tươi đời đời vì là đi ta tiến tới cho ngày mai sáng tươi Việt Nam. Dàn chi đấu tranh kiên cường sông hào hùng ngày hôm nay vì tương lai quyết tâm luyện rèn lên chiến trường ta hỏi cây cao xuống dưới biển ta hỏi rêu xanh và về đồng ta hỏi lúa chín dòng sông ta Việt Nam anh hùng sinh ra đời ta gọi Việt Nam chung tâm nguyện ta cùng hô lớn một tổ quốc một Việt Nam một dòng dân dòng tiên da vàng cùng nhau ta lên đường đắp xây lại nhà cùng nhau ta ra hò dấn thân vào đời đi là đi ta tiến tới
hát vang vang ta xây đời mới. Cùng nhau ta đi bồi đắp thêm tình người, cùng nhau